Chào anh em, có đang nhìn thấy mình đeo trên tai một chiếc tai nghe, không dây. Anh em nghĩ luôn đến sản phẩm của Apple đúng không? Thực ra thì mình đang đeo trên tai đó là một chiếc tai nghe được làm giống thôi, anh em nhé, không phải là fake đâu, được làm giống thôi. Ở đây mình nói vui là được làm giống thôi. Thì bản thân mình cũng không thể nhiều tiền đến mức mà mình mua một chiếc tai nghe 4 triệu, rất là nhiều khách hàng mà mình mua, nhưng mà mình cũng bán một chiếc tai nghe Apple xịn đấy. Giá tầm hơn 4 triệu, mình có cả Lanyu luôn, Lanyu chỉ tầm hơn 3 triệu một chút thôi. Và trên tai thì hiện tại đang đeo này, đây là một chiếc tai nghe được làm giống của thương hiệu Hoco, một sản phẩm tai nghe chính hãng được làm giống tai nghe của Apple nhá. Anh em nhìn thế này, để rất giống một chiếc AirPods 2 của Apple luôn, đây là chiếc tai của Hoco. Và chất lượng chiếc tai nghe này ấy, thì mình dùng mình thấy rất là tốt, luôn. Nếu mà tai nghe của Apple ấy, nó có cái chất riêng của nó, nó là thương hiệu, nó là đẳng cấp mà, thì mình gọi là 10 điểm. Thì chiếc tai nghe này mình cảm giác được 8 điểm về chất lượng và khả năng sử dụng. Thì bản thân mình không dùng iPhone, mình dùng một chiếc Samsung Galaxy Note 8 và một chiếc Redmi K20 Pro. Thì chiếc tai nghe này của mình kết nối được với những sản phẩm của Android, nhưng một chiếc Apple ấy thì không kết nối được. Và mình thấy cái này rất là hay. Ngày hôm nay thì cũng đi vấn đề chính là mình sẽ giới thiệu cho anh em biết về chiếc tai nghe này, có tên là Hoco EF26 Plus. Đây là sản phẩm tai nghe mình thấy ưng nhất trong phân khúc dưới 1 triệu, anh em nói dưới 1 triệu. Và là của Hoco, nó có rất nhiều mã như EF32 hay EF28, nhưng mà đây là sản phẩm mình thích nhất, bởi vì nó đầy đủ tính năng gần như một chiếc AirPods 2 luôn. Ví dụ như là cảm biến, mình có thể đập vào đây này là nó sẽ chuyển bài, hay là dừng bài, hay là mình nghe điện thoại. Và hiện tại mình đang thu âm bằng chiếc tai nghe luôn, mình đã kết nối chiếc điện thoại, mình quay phim bằng chiếc tai nghe luôn anh em nhé. Anh em có thể nghe chất lượng của nó thu âm tốt như nào, và nghe nhạc cũng rất là hay, chất lượng cũng rất là tốt. Đấy, anh em có thể biết là điều đặc biệt là nó có thể kết nối được Android đó, và lại giống Apple. Mình đeo trên tai thì tất nhiên là những người không chuyên ấy, người ta sẽ không bao giờ biết đâu, chỉ có cầm trên tay này nhìn thì may ra anh em mới biết đây là chiếc tai nghe không phải là Apple nhá, rất là sang chảnh luôn anh em. Anh em sẽ cùng mình đi đánh giá chi tiết và xem qua sản phẩm này thì mình có bán nha, anh em có thể vào đường link bên dưới mô tả để mua nhá. Và đây, trên bàn mình hiện tại bây giờ đấy là nhân vật chính, tai nghe Hoco EF26 Plus anh em nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy cách đóng gói của nó cũng rất là giống sản phẩm của Apple đúng không? Giống một chiếc tai nghe AirPods 2 của Apple luôn. Và tất nhiên là mình cũng đem chiếc tai nghe AirPods 2 của Apple đến đây cho anh em xem này. Bên mình cũng bán này nhá. Giá Lanyu là 3 triệu, hơn 3 triệu, và máy tai nghe mới chưa active là hơn 4 triệu anh em ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là tương đồng với nhau không đúng không? Kích thước các thứ này nhìn rất là giống này. Đó. Khác phần in chữ thôi. Đó. Logo của Hoco, logo của Apple. Đó, chúng ta nhìn thấy này. Thông tin của Apple rất là chi tiết, đầy đủ ở đây. Đây là một sản phẩm Apple của Hàn Quốc, AirPods 2 của Hàn Quốc anh em nhá. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đây, một thông tin của Hoco, một công ty của Hồng Kông. Vâng, tất nhiên rồi, Hồng Kông thì cũng là Trung Quốc anh em ạ. Đó, đằng sau cũng gần như là in rất là giống nhau. Anh em có thể nhìn thấy không? Đó. Tất nhiên rồi, Apple thì đẳng cấp và thương hiệu mà. Đắt hơn những gần khoảng 5-6 lần anh em ạ. Đó, hộp của nó rất là xịn này, nổi này. Đấy, anh em thì sờ đây. Đây thì in bình thường thôi, nổi nhẹ nhẹ thôi, cũng nổi nhưng nhẹ nhẹ thôi. Và đây là phiên bản New Version. Thì mình cũng lưu ý anh em nhé, tai nghe Hoco S26 hay tai nghe Apple cũng được làm chứ kém chất lượng rất là nhiều. Bản thân mình đã gặp một chiếc tai nghe Hoco S26 rất là kém chất lượng. Nhưng mà bên mình sẽ loại bỏ những sản phẩm đấy, và bên mình chỉ bán những sản phẩm chất lượng thực chính hãng của Hoco thôi. Thế nên anh em cứ yên tâm mà mua, và mua đường link bên dưới mình sẽ bảo hành 12 tháng cho anh em. Lỗi thì 12 tháng mình sẽ đổi cái khác. Anh em có thể vào đường link bên dưới nha, có thể vào website của mình để xem giá, có thể vào Shopee để đặt hàng. Mình có kênh Shopee luôn. Thì sản phẩm tai nghe là mình bán đến mức giá chỉ có dưới 1 triệu thôi. Mức giá sẽ thay đổi theo thời điểm. Hiện tại anh em xem thì mình có nói là dưới 1 triệu, để chi tiết nhất anh em có thể vào đường link để xem nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp và sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc tai nghe này. Để biết chi tiết cụ thể nó như nào, anh có thể mua hàng hoặc anh có thể đến trực tiếp shop mình tại 170 để trải nghiệm một chiếc tai nghe như này. Mình không biết là anh em mua chiếc tai nghe này nó rẻ hơn mình hay không, nhưng mà chất lượng thì mình cam đoan là xịn nhá, để chất lượng nghe. Bởi vì chất lượng của chiếc tai nghe này mình cũng nói đấy, nó đạt đến 8 điểm so với thang điểm 10, thang điểm chuẩn của chiếc tai nghe AirPods 2 xịn. Em nhá. Còn về chất lượng như nào, độ bền như nào thì anh em cứ yên tâm, bởi vì mình bán chiếc tai nghe này đã rất là nhiều từ năm đến giờ rồi, chưa phải bảo hành một chiếc nào cả. Tự tin đúng không anh em thấy? Trong 12 tháng lỗi cứ cập đến mình sẽ đổi cho máy khác, hoặc các em mà gửi cho mình sẽ đổi chiếc tai nghe khác nhá. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem thử nhá. Ok. Mình sẽ để Apple còn bệt chút nữa theo so sánh sau.
Đó, chúng ta có thể nhìn thế này. Rồi, trên cùng mở ra rất là giống Apple luôn. Trên cùng thì chúng ta sẽ có một cuốn sách giới thiệu cũng như là hướng dẫn sử dụng của chiếc tai nghe. Rất là nhiều ngôn ngữ, chúng ta có thể nhìn tiếng Anh này, tiếng Tây Ban Nha này. Đó. Tiếng Pháp này, rất nhiều luôn, tiếng Trung Quốc này. Đấy, tiếng Anh ở đây. Chúng ta có thể nhìn không? Rất là nhiều ngôn ngữ luôn, rất tiếc là nó không có tiếng Việt. Kể ra có tiếng Việt nữa thì xịn xò luôn. Đó. Đây là chiếc hộp này, chiếc hộp trục đốc đựng này. Thì sản phẩm này được Hoco tặng theo một cái bao luôn. Đó, xịn hơn Apple, Apple không tặng theo bao anh em ạ. Apple lại bắt anh em phải mua bao. Đấy, chứ không tặng theo bao. Đây là một chiếc bao cao su cực kỳ xịn luôn. Đó, em nhìn đây. À mình xin lỗi, silicone. Rất là xịn luôn, mình hơi hay bị liệu liệu cái đấy. Đó, em nhìn ra. Anh em thì nhìn không? Rất là giống nhá. Đấy, mình để qua bên này. Bên trong phụ kiện thì có thêm một sợi cáp USB Lightning. Rất là giống Apple luôn. Đó, thì sản phẩm này cũng sạc bằng chân Lightning như của Apple luôn anh em nhá. Như một chiếc AirPods 2 luôn, rất là giống này. Và một cái móc đeo ở đây thì để chúng ta đeo cái này và móc vào cặp quần hay gì đó, đúng không? Mình sẽ bỏ qua một bên nhá. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy sản phẩm của chúng ta đây. Đưa con ở bên trong chính này, sản phẩm nhân vật chính này. À, mình thử mở Apple xem nào. Đó, đây là của Apple này. Đó. Rất giống đúng không anh em? Apple thì nó không tặng theo bao. Apple nó để chân thôi. Anh em không dùng, không tặng theo bao, anh phải mua bao. Đó, vào bên nhá, chúng ta nhìn đây. Rất tương đồng, nhưng tất nhiên rồi, chúng ta có thể nhìn thấy ở Apple rất là sắc nét không? Từ đường nét rồi đi. Và cầm chiếc Apple trên tay ấy thì anh em cảm giác như cầm một cục nhựa, không có ọp bẹp một chút nào. Chiếc Oppo chúng ta cầm rất là nhẹ này, nhưng Apple rất là như một cục nhựa luôn, như một khối nhựa rất là cứng cáp luôn. Đó. Nhưng mà tất nhiên rồi, Oppo cũng không thua kém mấy đâu, cũng nhẹ hơn một chút thôi. Đấy, chúng ta phải mở ra. Anh em có thể nhìn nó rất là tương đồng không? À, chiếc Oppo khác các anh em có thể nhìn đâu. Đấy, nó nháy xanh nó đỏ ấy, có nghĩa là báo bật Bluetooth và có thể kết nối được một chiếc Android và chiếc điện thoại, chiếc tai nghe của AirPods thì không có. Và tất nhiên rồi, chỉ kết nối được với iPhone thôi anh em nhá. Trên chiếc AirPods thì được in rất là nhiều thông tin ở đây anh em nhìn dưới này. Đấy, rất là xịn luôn. Đó, trên chiếc tai nghe của Hoco thì không có đâu. Tất nhiên rồi, Hoco người ta không mất công người ta làm đấy làm gì cả, bởi vì người ta chỉ làm giống thôi. Chỉ làm giống để cho anh em thích thôi, đúng không? Và anh em có thể sử dụng được sản phẩm tai nghe chỉ giá bằng tiền bằng 1/5 sản phẩm tai nghe của Apple thôi. Nó không đòi hỏi đầy đủ được, đúng không? Mình sẽ để lấy tai nghe sang một bên và chút nữa rồi mình so sánh cụ thể hai chiếc chúng ta rất là giống nhau đúng không anh em? Nhìn thế này, rất là giống nhau và tương đồng luôn, xem. Ok, để sang một bên, chúng ta nhìn thế nhá. AirPods 26 Plus của Hoco đầy đủ các cảm biến như AirPods Air 2 luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thế này. Đây cũng RL in ở đây và chúng ta có thể nhìn thế này, có một phần cảm biến này. Đây cũng có một cái màng loa, đây cảm biến màng loa này, đây là màng loa chính này. Rất là giống nhau luôn và cũng rất là chất lượng luôn anh em nhá. Hoco rất là chất lượng luôn, gần như là tương đồng với Apple luôn. Đấy, bên này chúng ta cũng sẽ có cảm biến. Và anh em lưu ý là đây là Hoco là cảm biến thật, không như một số sản phẩm fake của Apple là cảm biến chỉ là giả thôi anh em nhá. Bên trên này chúng ta cũng sẽ có một cái màng loa khác. Và dưới này là có lẽ là mic thoại. Đó, cái mic này chúng ta nhìn thấy ở đây. Và chỉ khác nhau có phần duy nhất đó là bên dưới này chúng ta có thể nhìn thấy Apple có được in rất nhiều thông tin cụ thể ở dưới này này, rất là xịn này, đúng không? Còn của Hoco thì không có. Đấy, và chân kết nối sạc của Hoco cũng sẽ khác luôn. Chúng ta có thể nhìn đây là Apple nhá. Apple nó sẽ có một cái màng loa bên dưới này nữa, mình không biết là loa hay mic, bởi vì mình không chuyên về cái này, mình không chuyên về review Apple. Anh em nào chuyên review và tai nghe, anh em có thể cho mình một comment để viết rõ đây là mic hay là khe âm thanh nhá. Còn của Hoco chỉ là hai cái đốc sạc thôi, hai cái kim sạc thôi anh em này. Đó, nó khác nhau như vậy. Còn về chất lượng âm thanh thì để trải nghiệm trực tiếp ấy, anh em có thể qua shop hoặc anh em có thể mua hàng để về trải nghiệm trực tiếp xem là như thế nào. Chất lượng âm thanh thì bản thân mình là tai trâu, nhưng mình vẫn đánh giá đạt đến 8 điểm anh em nhé. Rất là hay, rất là hay luôn, xứng đáng trong tầm giá như thế luôn. Và rất là bền, mình bán rất là nhiều và rất là ít lỗi, gần như chưa phải bảo hành cái nào. Đó, còn về chất lượng và kết nối thì tương độ tự giống nhau. Thì ở đây mình có thật anh em là nhà Hoco có quảng cáo là sản phẩm tai nghe Hoco AS26 Plus này cũng sử dụng chip của tay nghe là chip VK1 anh em nhé. Mình cũng không biết là chip của hãng nào và chỉ biết là VK1 cũng giống như Apple E2, cũng giống như AirPods 2 là chúng ta có thể mở ra và kết nối trực tiếp iPhone luôn. Cái vấn đề kết nối Android thì đơn giản rồi, chiếc E2 không có và chiếc này nó có thì cũng đơn giản thôi, anh em bật lên và kết nối Bluetooth là kết nối thôi. Và đây là chiếc iPhone mình có chuẩn bị là một chiếc iPhone 6S Plus anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối chiếc Apple trước xem nó là như thế nào. Đây, các bạn nhìn thấy nhá. Rồi nha, mình sẽ mở ra. Bây giờ mình sẽ không bật Bluetooth, mình sẽ mở ra. Đây là chiếc Apple xịn này. Đó, anh em có thể nhìn nha. Đó, anh em có thể nhìn không? Mở phát kết nối luôn. Và mình đã từng kết nối trước ở đây. Nếu chưa kết nối thì mình có thể nó sẽ báo là không phải tai nghe của bạn, mà bạn kết nối và sau đó mình ấn nút này để nhận.
Nhưng bây giờ mình đã kết nối rồi thì mở ra kết nối luôn. Nó sẽ đọc pin của đốc là còn 9%, pin của tai nghe là 100% nhá. Đấy, cho vào này. Đấy vào này. Đó, thì nó sẽ mất, mở ra này, nó nhận luôn. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Đó. Đấy, đó là đồ của Apple mà, nó đi với nhau rất là tiện. Nhưng những chiếc tai nghe của Hoco sẽ là như thế nào? Chúng ta cùng xem nhá. Đây. Mở Hoco ra này. Đó, chúng ta phải nhìn thấy nháy xanh không? Đó, sau khi nháy xanh xong, tắt đèn xanh thì nó sẽ nhận ra iPhone và cũng kết nối tương tự như Apple luôn. Chúng ta sẽ ấn vào kết nối nha. Đó, các bạn có thể thấy không? Nó sẽ nhận là Hoco ES26 Plus và bên dưới này cũng báo là 100% pin và bên này cũng báo là 100% của tai nghe luôn. Đó. Chúng ta nhìn nó rất giống này. Ok xong. Đấy. Thì riêng của Hoco chúng ta có thể nhìn thấy trên Apple, trên điện thoại iPhone nó sẽ báo là tai nghe và nó sẽ báo là pin ở đây. Nhưng của Apple nó không báo được pin nữa nhá. Của Apple sẽ không báo được pin trên này bởi vì là chiếc Hoco này nó có một cái chip Bluetooth là 5.0. Thành ra nó sẽ báo được cả thông tin về pin của chiếc tai nghe ở đây luôn. Còn chiếc Apple thì nó là một cái riêng, nó sẽ không báo được anh em ạ. Đây mình kết nối lại thử cho anh em xem. Mình sẽ đại vào nhá, đại vào nó sẽ mất này. Đây mình kết nối lại của Apple cho anh em xem này. Đó, ok nhá. Sẽ lấy ra. Lấy cái Apple đó này. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy nó chưa hề báo tai nghe luôn. Nó chưa hề báo tai nghe luôn. Nhưng mà mình nhớ không nhầm là mình có dùng hay là khách hàng của mình có dùng ấy, nó sẽ có báo tai nghe. Nhưng mà nó sẽ không báo pin anh em nhé, nó sẽ không báo được pin đâu. Đó, thôi mình bỏ vào. Apple lại không báo tai cái nó tai nghe và sẽ không có pin luôn. Rất là hay, mình sẽ bỏ Apple sang một bên nhá, bởi vì mình review chính hôm nay nó là chiếc tai nghe này. Đó. Đây mình kêu nó lại nào. Ok nhá, nó lại báo cái lỗi lại này, riêng Apple thì không cần được việc này, Apple chỉ cần làm một lần là xong. Đó, mình sẽ lấy ra này. Chúng ta có thể xem. Không có bài nhạc anh em ạ. Nhưng mà nếu anh em kết nối nhạc ấy, anh em dùng cảm biến được như AirPods 2 luôn, như AirPods 2 luôn anh em nhá. Rất là thú vị việc đấy. Và chất lượng thì anh em yên tâm luôn. Thì hôm nay thì mình chỉ review sơ qua cho anh em biết về cái tai nghe này là như thế luôn. Chất lượng cũng rất là ok. Và để mua hàng thì anh em có thể đặt hàng trên cái link mình dưới mô tả đấy. Và nếu anh em thích clip này thì anh em có thể chia sẻ cho mọi người khác cùng xem. Nếu anh em thích thì cho mình một like. Và anh em cảm thấy hay ấy, thì anh em có thể subscribe để mình sẽ giới thiệu những sản phẩm điện thoại cũng như sản phẩm tai nghe khác sớm nhất cho anh em biết. Và cũng tất nhiên rồi, mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cách phân biệt những chiếc điện thoại giống như kênh của mình đang làm. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại anh em.